Rồi, đi về Sài Gòn 4:10. Về hồi tối hôm qua nhưng mà tại em vừa nghỉ xong rồi có uống vài ly rồi, với lại hôm qua mình đi sớm nữa nên thôi để an toàn nhất là ngủ lại, ngủ đến 3 giờ thì dậy thì chuẩn bị rục rịch về. Nói vậy đi vậy á, mình chừa sức. Quan trọng là cái giấc ngủ á, mình phải ra tranh thủ mình ngủ, mà phải ráng ngủ chứ không ngủ mà chạy là nguy hiểm lắm. Định sáng nay dậy sớm đi ra Bù Trắng nhưng mà mình nghĩ tại vì cái chỗ mình ở nó ngay sát bờ biển luôn, rồi ra Bù Trắng thì có đón bình minh thì nó cũng vậy thôi, nên là thôi tranh thủ về, tại vì về Sài Gòn cũng có việc sáng sớm mai phải làm nữa, không có bỏ được, thôi tranh thủ về luôn. Giờ này về là vừa đẹp. Đồi cát đây nè, đồi cát bên tay phải nè. Nó chạy sáng sớm đó, nó đã ghê mọi người, đã lắm. Đường chạy có mình. Đường này đường ven biển nha, đường Võ Nguyên Giáp á, đi hướng vào trung tâm Phan Thiết. Mình đi công tác mà kết hợp với lại cái đam mê mình luôn ha. Thì tự nhiên mình thấy không có áp lực nhiều. Chứ nhiều bạn mình thấy mệt mỏi quá, làm cái trong đến ngày nghỉ, làm trong đến ngày cuối tuần nghỉ. Trung tâm Phan Thiết rồi mọi người. Mấy hôm qua người lao động cũng có nhiều cái vấn đề mà phải nói là nó rất là đặc trưng của lao động Việt Nam mình. Nếu mà ai làm công tác nhân sự hay là ai đang là quản lý doanh nghiệp thì chắc lúc nào cũng đau đầu về cái chuyện nhân sự, đặc biệt là trong tình hình khó. Không chiều á thì không có nhân sự, mà chiều cái nó thành ra kỳ cục. Chia sẻ với
các bạn nè, khi mà mình đi làm á, cái việc thỏa thuận các cái chính sách về lao động á, nó phải hết sức là nghiêm túc và tôn trọng nhau, tôn trọng cái tổ chức của mình. Chứ các bạn đừng xem nó là cái chuyện thông cảm một chiều. Em thấy cái này kia, em đồng ý. Thực ra cái bản chất lý do tại lúc mình đồng ý là bởi vì mình không có sự lựa chọn tốt hơn. Mình phải thẳng thắn nhìn nó là như vậy, chứ không phải là em thông cảm với doanh nghiệp. Em đâu có phải người thân người thích gì đâu. Mình sòng phẳng, mình thẳng thắn. Còn khi mình đã đồng ý, mình lựa chọn rồi thì mình không oán, nói chuyện rất là happy. Xong cái đi ra bên ngoài nói là bất công, là oan uổng, đủ thứ chuyện để nói. Mà trong khi cái người bên ngoài, người ta có giúp được không? Người bên ngoài người ta có trả lương cho mình không? Tại sao cái người trả lương cho mình không nói? Mình thấy nhiều cái nó rất là mắc cười. Bạn toàn kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, thậm chí tiến sĩ, chọn cái cách làm không giống ai. Cái người ta quyết được cho mình thì không nói, đi nói cho, muốn nói cho cả cộng đồng mạng nghe, rồi ai giải quyết? Rồi lấy cái đó làm áp lực cho doanh nghiệp giải quyết hả? Xin lỗi, mình là chủ doanh nghiệp ấy, mình cũng không sử dụng những người đó. Nhiều bạn hay có cái tư tưởng so sánh lương mà rất là ngộ, chỉ thấy cái mình muốn thôi, để thấy cái mà mình không có thôi và mình muốn có thôi, chứ không biết là mình có khả năng đáp ứng được cái công việc để mà có được mức lương đó hay không thì không biết, không cần biết luôn. Lạ vậy đó, ở đâu mà ra cái suy nghĩ mà là mẹ thiên nhiên, không biết nữa. Làm thì hay có cái tư tưởng là một mình một tay em dựng lên cái này, dựng lên cái kia, trong một cái tổ chức cả ngàn con người ta mà ở trong một cái tổ chức á, cái khó của cái người chủ doanh nghiệp đó là người ta giữ được cái tính hệ thống. Nên nếu mà người ta chỉ có chăm chăm vào để chiều chuộng chính sách cho một vài người á, mà nếu công ty nó chỉ có 5-7 người á thì nó đơn giản lắm, không có khó. Chứ còn một cái tổ chức lớn á, 1.000 người, 2.000 người, người ta phải giữ lấy cái hệ thống. Chứ người ta không vì một cái cá nhân nào người ta có thể phá vỡ cái tính hệ thống đó được. Bởi vì tổ chức có thể là sẽ khó khăn hơn khi mất một vài người giỏi, hoặc là thậm chí tưởng là mình giỏi, chứ rồi người ta cũng kiếm được người khác à. Nếu như mà vì một hai người rồi điều chỉnh chính sách vô tội vạ theo nhu cầu cá nhân thì cái người quản lý hay là cái người chủ doanh nghiệp á, người ta lại không đàng hoàng đối với những cái con người mà thật sự là người ta chia sẻ và đóng góp với lại tổ chức. Những người thật sự chia sẻ đóng góp, người ta không nói tiếng nào đâu, chứ không có ngồi than đóng góp mà ngồi đó than, không có cái cách đó đâu. Nên là mình thương những con người đó nữa, chứ đâu phải là mình thương chỉ có những cái con người mà suốt ngày đi ca cẩm với là than vãn, đúng không? Đó, cái kiểu mà con không khóc mà mẹ không cho bú á, cái suy nghĩ như vậy á. Như vậy là mình không phải với những anh em còn lại biết chia sẻ với lại tổ chức. Để bởi vậy mình thấy một số cái doanh nghiệp nước ngoài á, họ hay thật sự là mới đầu mình xem thì mình nghĩ là ồ sao mà họ tàn nhẫn quá. Thật ra
đó là cái tình huống là thường họ sẽ ưu tiên cho những cái người mà làm lâu năm nghỉ á. Mọi người có để ý cái chuyện đó không? Họ tuyển người mới, bởi vì họ tác phong công nghiệp mà, 100 người vô làm giống nhau à, có quy trình, có hướng dẫn, có làm thứ tự ABC vậy thôi. Nên họ đối với lại cái người lao động á, khi mà càng làm lâu thì bắt đầu nó nảy sinh ra cái tư tưởng công thần á. Một mình em dựng lên cái cơ ngơi này, nói nghe nó vĩ đại, nó cái suy nghĩ như vậy á, cho nên là bắt đầu là có thói tự cao tự đại, nhưng lúc nào cũng thấy là em là nhất trong đây á. Người làm lâu năm thì chế độ chính sách nó nhiều, đủ thứ cái phụ cấp hết, trong khi chất lượng thì nó có khi không bằng người mới nữa. Cho nên đó là một cái cách họ rất là thẳng thắn đó, tư bản mà họ rất thẳng thắn thôi, nhìn thẳng vào sự thật đó, họ giải quyết, mình chấp nhận thì mình chơi. Nhưng mà khối người ta thích làm cho công ty nước ngoài thẳng thắn, mình thấy trong mọi vấn đề thẳng thắn trong cái cách nhìn nhận và xử lý thì nó đúng trọng tâm hơn, nó đỡ mất thời gian cho mọi người, mà nó cũng tôn trọng cái người nghe nữa. Nó nói cái sầu quần lòng vòng, nó giảm, nó tránh, nó né, rồi không giải quyết được cái gì rồi đó. Cho nên là mình thật sự là mình khuyên những ai mà đang đi làm công ăn lương thì nếu như có cái gì đó mà mình cảm thấy nó không có tương xứng với công suất của mình bỏ ra, mình nên mạnh dạn, mình nên mạnh dạn nói cho người quản lý của mình biết, nói về cái suy nghĩ của mình, người ta sẽ chia sẻ lại, đứng ở cái góc độ của người ta để bạn nhìn thấy là cái suy nghĩ của bạn với lại cái đòi hỏi của bạn nó có phù hợp hay không. Cái này là luôn luôn phải nên làm, bởi vì ai cũng đứng trên cái quan điểm và góc nhìn của mình để nói và nêu ra sự thật á, sự việc á, thì nó sẽ không có tròn trịa cái vấn đề. Mà mình thấy vấn đề của mình đâu mà mình không thấy ngược lại người coi người ta đánh giá mình như thế nào. Mình không có nói những cái trường hợp mà đì điếc rồi ha, cái đó cũng có, nhưng mà nếu mà như vậy thì mình nên chia tay tổ chức đó qua cái tổ chức khác, mắc gì phải chịu đựng. Còn nếu mình đã chấp nhận mình chịu đựng thì mình cũng đừng có oán thán gì hết ha. Mình có quyền lựa chọn và mình tôn trọng sự lựa chọn của mình, nên như vậy. Còn ai có khả năng giải quyết thì mình nên nói với người đó, đừng đi nói những cái người không có khả năng giải quyết. Mà đâu có ai rảnh đâu đi giải quyết cái chuyện của mình. Xe bị bể lốp. Có ai rảnh đâu đi giải quyết cái chuyện của mình mà mình đi nói với người ta, với những cái người mà không có liên quan, không phải là cái người. Không lẽ bạn vô bạn nói vậy xong cái người đó đi vô chiến đấu với sếp để đã cho bạn tăng lương, mà không ai làm chuyện đó đâu. Mà nó ngược lại, nó còn làm vô tình là nó kích thích lên một cái làn sóng đòi hỏi tăng lương, mà khi đó cái doanh nghiệp của họ đối diện với nhiều nhu cầu quá, người ta phải xem xét lại cái khả năng điều chỉnh lương cho bạn nữa, bạn làm mất cái cơ hội của bạn luôn. Và tin mình đi, không ai thích những người như vậy đâu, nói thiệt luôn. Nói bao doanh nghiệp á, một ngày bao nhiêu vấn đề cần giải quyết, cần xử lý đâu phải theo mình nghĩ á, cái cách làm đúng á, mà cái cách sống trên đời nó đúng á, là mình phải có trách nhiệm với sự chọn lựa của mình ha. Mình nghiêm túc trong sự lựa chọn của mình, nhưng mà mình cũng trách nhiệm với nó. Chứ mình đừng có nói, thậm chí là mình có chọn sai, sau này mình thấy là mình chọn sai đi nữa,
thì mình coi coi lại mình có khả năng chọn lại không. Nếu có khả năng chọn lại thì nên chọn lại, còn nếu không có khả năng chọn lại thì thôi chấp nhận, lấy đó làm vui luôn. Chứ đừng có mà nghĩ cái này chọn sai rồi ngồi đó bêu réo. Mình chọn với ai chọn mà ngồi đó than. Nó đẹp dễ sợ ha. Cây phượng à. Ủa? Trời Hàng Đông cái nó đỏ đỏ nha. Ôi ơi. Nhất là mấy cái vùng mà ven biển nữa, hay nó hay có cái màu trời kiểu này nè. Lúc này là 5 giờ đây. Mình về đến Long Khánh rồi. Giờ lên thành phố nhiều quá. Giờ Long Khánh là thành phố rồi. Có một cái lịch họp cho nên chiều tối. Nâng cái gốc cam lên như vậy, nãy mình kiểm tra mấy clip quay có vẻ nó đẹp. Ồ đây nó lạnh ghê mọi người. Nó lạnh á. Để đưa tay về chạy. Thấy không khí nó lạnh á. Lạnh cống tay á. Hôm nay dự báo thời tiết hôm nay cũng ngày đẹp mà. Không có mưa. Trời chán mấy anh xe tải này quá luôn á thiệt. Qua không có nổi, chạy gà rị vậy nè. Đâm ra thành chạy hai hàng. Xe container chạy hai giữa chặt hãng vậy đó.